Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng dịp 27 tháng 7 năm 2023. Hy sinh gần 70 năm vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Mục nhắn tin bạn xem truyền hình là nội dung công văn trả lời công dân của Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Nghĩa, huyện Hoàng Hóa hỏi, bố tôi là thương binh. Tôi xin hỏi năm nay nhà nước có chính sách tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7 như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 715 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Quà tặng cho người có công với cách mạng được chia thành hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng sẽ dành tặng các đối tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những người đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng cho các đối tượng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ đã hơn nửa thế kỷ, giấy báo tử gửi về gia đình hơn 10 năm nay. Phần mộ cũng đã được xác định, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng hàng trăm trường hợp thanh niên xung phong chưa được công nhận là liệt sĩ. Đây là những trăn trở, là nỗi niềm đau đớn của thân nhân của những đồng chí đồng đội đang sống. Họ vẫn tiếp tục hành trình đi tìm nơi gỡ nút thắt những vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục đối với người có công với cách mạng. Với hy vọng, người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc sẽ có một ngày được Tổ quốc ghi công. Ông Lê Đình Trác, sinh năm 1934, ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tham gia thanh niên xung phong phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ năm 1952. Đến năm 1955, khi đang làm nhiệm vụ, ông bị nước lũ cuốn trôi. Năm 2010, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gửi giấy báo tử về gia đình. Giấy báo tử nêu rõ, ông Lê Đình Trác là chiến sĩ thanh niên xung phong đơn vị C-413, đội 40, hy sinh ngày 12 tháng 4 năm 1955 do nước cuốn trôi trong khi phá thác mở đường chiến lược. Thi hải ông được mai táng tại nghĩa trang thanh niên xung phong xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Từ khi nhận được giấy báo tử đến nay, gia đình ông Trác đã nhiều lần làm hồ sơ thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận ông Lê Đình Trác là liệt sĩ. Thế nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay, cha mẹ và anh em ruột thịt của ông Trác đều không còn. Người thờ cúng ông Trác là cháu ruột Lê Đình Thanh, hiện cũng đã tuổi cao sức yếu. Mong mỏi lớn nhất của gia đình ông Thanh là được nhà nước tặng bằng Tổ quốc ghi công và công nhận ông Lê Đình Trác là liệt sĩ, đáp ứng duy nguyện của ông bà thân sinh ông Lê Đình Trác trước khi qua đời. Chú đi thanh niên xung phong trong cái giai đoạn chống Pháp. Thế cho đến nay là đã gần 70 năm rồi. Thì đến bây giờ là các chế độ chính sách gì đó thì chú đều chưa được hưởng. Thế bây giờ muốn gia đình rất là thiết tha là làm sao mà chú được một cái gọi là ví dụ là nếu mà có công thì là được liệt sĩ hoặc là các cái chế độ như thế nào thì rất mong nhà nước và các cơ quan mà có thẩm quyền là hỗ trợ giúp đỡ. Hơn 10 năm ngược xuôi làm thủ tục để thân nhân được công nhận là liệt sĩ, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Gia đình anh Hoàng Văn Ân ở tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, quyết tâm sẽ đi đến cùng để thanh niên xung phong Hoàng Văn Đỗ được Tổ quốc ghi công. Khi mới tròn 20 tuổi, ông Hoàng Văn Đỗ, nguyên quán xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, đã theo tiếng gọi của Tổ quốc tham gia thanh niên xung phong. Năm 1955, ông Đỗ hy sinh tại công trường 111 do núi sập, trong khi mở đường chiến lược.
sau khi nhận được giấy báo tử, gia đình ông Đỗ đã làm hồ sơ để ông được công nhận là liệt sĩ. Nhưng vướng mắc lớn nhất là hồ sơ giấy tờ của ông Đỗ đều được ghi là Hoàng Văn Đỗ. Riêng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa Trang tỉnh Lai Châu lại ghi là liệt sĩ Hoàng Đỗ. Và bắt đầu từ năm 2010 đến nay, như vậy đã là 13 năm rồi. Và gia đình cũng đã làm rất nhiều các hồ sơ và gửi đi rất nhiều các cơ quan chức năng nhưng mà vẫn không được giải quyết. Thì đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là còn rất nhiều vướng mắc và nhà nước cũng phải cần có cái chính sách và những cái việc làm và thiết thực hơn. Ví dụ như cứ yêu cầu theo đúng nguyên tắc thì cũng là một rất việc làm rất là khó. Theo thống kê của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm hồ sơ thanh niên xung phong đề nghị được công nhận là thương binh liệt sĩ đang còn tồn động chưa được giải quyết. Đây là những người thật, việc thật đã được hội kiểm tra, xác minh rõ về hoàn cảnh, thời gian tham gia thanh niên xung phong, những cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh và Hội Cựu Thanh niên Xung phong cấp huyện, cấp xã đã hỗ trợ các gia đình thực hiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, cũng như phản ánh những mong muốn, kiến nghị và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, kịp thời giải quyết những hồ sơ đã tồn đọng lâu năm. Đề nghị với nhà nước là tiếp tục giải quyết các cái trường hợp tồn đọng về thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc là hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà đến nay chưa được công nhận là liệt sĩ hoặc thương binh. Hội Cựu Thanh huyện Đồng Cống cũng như là Phòng Lao động Thương binh huyện Đồng Cống đã trình rất nhiều lần trình hồ sơ rồi nhưng mà đến thời điểm này vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Hiện nay có một số cái hồ sơ về thương binh liệt sĩ ở 9 trường chống Pháp thì hiện nay có gần 100% hồ sơ chưa được công nhận. Đặc biệt nằm ở các nghĩa trang liệt sĩ ở Trăng Nưa, ở Lai Châu và Sơn La, ở Quảng Ngoài, Sơn La và Hòa Bình. Thứ hai, còn lại 250 liệt sĩ hồ sơ đang còn tồn đọng chưa được công nhận nằm ở các cái nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình, Quảng Trị. Chủ yếu là nằm ở như nghĩa trang Tân Ấp và Vạn Ninh và một số nghĩa trang Thanh Xuân Phong và Thọ Lộc. Nên là cái vấn đề này cũng rất mong được các cấp, các ngành, các cơ quan có thẩm quyền là nghiên cứu và tạo điều kiện làm thế nào hướng dẫn các cái thủ tục để cho các gia đình có người thân đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước được nhanh chóng làm hồ sơ để được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta đã chiến thắng vang dội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên xung phong. Bằng sức trẻ, tinh thần xung kích quả cảm, nhiều thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc. Với tất cả sự hy sinh cao đẹp đó, họ có quyền được Tổ quốc ghi công. Con cháu họ có quyền được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền đưa ra những giải pháp nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc, sớm giải quyết những tồn đọng trong thực hiện chính sách cho thanh niên xung phong bị thương hoặc hy sinh trong chiến trường. Vừa qua chúng tôi đã nhận được đơn của ông Lương Văn Đại, được ông Lương Văn Tỉnh ủy quyền, thôn 2 xã Nga Thái, huyện Nga Sơn phản ánh về việc năm 2018, gia đình ông đặt cọc để mua quyền sử dụng đất ở đối với gia đình có diện tích đất ruộng cơ bản. Gia đình ông đã nộp 60 triệu đồng cọc để mua đất trên tổng diện tích ruộng bám theo mặt đường là 48 mét ngang. Nhưng xã Nga Thái đã thuyết phục gia đình ông bàn giao 21 mét ngang và trả lại cho gia đình ông 50 triệu đồng. Gia đình ông không nhận vì thấy cách giải quyết này không thỏa đáng. Nội dung đơn thư công dân, chúng tôi đã gửi công văn cho Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nga Sơn và được trả lời như sau. Về đơn phản ánh của công dân, Ủy ban dân huyện Nga Sơn đã giao cho Ủy ban dân xã Nga Thái kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra việc thu tiền cọc để mua đất không đúng quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Giao cho thanh tra huyện cùng các phòng chuyên môn mời ông Lương Văn Đại, người được ông Lương Văn Tỉnh ủy quyền làm việc đối thoại. Ngay sau khi đối thoại, Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 658 về việc hướng dẫn trả lời đơn của ông Lương Văn Đại theo đúng quy định của pháp luật. Vậy chúng tôi xin thông báo nội dung công văn trên để các bên liên quan được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.